khi có nhậu á, ngủ nó ngái xíu anh. Em hay quên là em cũng ít nóng. Chặn Zalo, chặn Facebook, chặn hết rồi chị. Á, dữ vậy. Tại chặn trước anh. Nhậu nhiều. Hàng nhậu một cái chai nè chị ơi. Đừng bụng bự, đầu hói. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chị Linh và khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Phạm Thị Anh Thảo. Năm nay em 26 tuổi, hiện em đang công tác và làm việc ở quận 7. Quê em ở đâu Thảo? Dạ, em ở quận 7 luôn ạ. Rồi, công việc em đang làm là gì? Em đang làm nhân viên làm mi á chị. Hả? Mi dùng để nói mắt á. À, lông mi á phải không? Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia. Em tên Quốc Quân, 26 tuổi à. Em đến từ Việt Nam à. Hả? Đến từ đâu? Mày nó giới thiệu á, tôi tưởng đến từ Campuchia. Từ Việt Nam hả? Dạ. Quận mấy? Dạ, em ở Sài Gòn anh ạ. À. Sài Gòn, ở đâu? Dạ, em ở quận Tân Phú anh. Quê ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn rồi. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên quảng cáo thiết kế bảng hiệu gập đèn á chị. À, cụ thể là em làm thiết kế hay là em thi công? Vừa thiết kế vừa thi công luôn anh. À, vậy cũng giỏi mà. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu luôn đi. Em biết làm việc nhà, biết nấu ăn. Gì rung dữ vậy? Dạ, đang rung anh. Thoải mái lên. Thôi hát bài cho đỡ rung đi nào. Em không biết hát. Không biết hát, bạn nữ hát đi cho nó đỡ rung coi. Bây giờ bạn trai rung quá rung rồi. Em hát không được hay anh Linh ơi. Kệ nó, không hay vui cũng được nữa. Em hát bài Xin Trả Lại Thời Gian. Rồi, mời em. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xa anh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viễn tâm sự, nhớ ngược về quá khứ. Trần lên nén suy tư, bao năm thầm kín trong thương ta áo tím. Những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim. Rồi, xong. Được rồi, mới giao lưu buổi đầu tiên hát Xin Trả Lại rồi. Thôi vậy cũng vui đi. Rồi đỡ rung chưa? Đỡ dạ, rung cho em trai. Dạ bớt bớt. Ưu điểm là biết nấu ăn, biết làm việc nhà, là còn gì nữa không nè? Thì nói chung thì em đi chơi cũng nhiều mà. Nhưng mà cái mà đi phượt á, thì em lên kế hoạch thì cái nói là đi luôn à. Ủa là ưu điểm ý hả? Ý là mình làm cái kế hoạch nó nhanh gọn á. À, tức là nói là làm. Dạ. Đó là thế mạnh của em. Có khuyết điểm gì không? Khi có nhậu á, bắt đầu ngủ nó ngái xíu anh. Chuyện nó bình thường, không sao cả. Với lại em có giờ với thúng xíu. Đi thúng ví dụ mà em hẹn bạn đi chơi, thường thường hẹn 7 rưỡi, 8 giờ, 8 giờ 15 mới qua. Trời ơi, rồi hẹn bạn gái rồi sao? Cái đó em cố gắng tranh thủ chị ơi. Mai mốt mà có hẹn hò với bạn bên đó đó là đừng có hẹn ở ngoài đường. Là biểu tới nhà đón, rồi khi nào tới rồi mình mới xuống mình đi. Chứ không thôi là mình ra đường mình đứng là thành đứng đường luôn đó. Còn bạn gái bên kia? Dạ em biết lắng nghe và chia sẻ. Cũng dễ tha thứ lắm chị. Làm em giận nhưng mà nó nói mà em nghe hợp lý thì bỏ qua. Còn khuyết điểm của em là em hay quên và em cũng ít nói. Hai người này, một người rung, một người ít nói. Bạn trai, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình nè. Coi lù khù vậy cũng dữ quá ha. Bao lâu rồi, tại sao chia tay? Mối tình dài nhất 1.5 năm chị ơi. Tại hai người không cùng quan điểm sống á chị. Thì một người nói một đường, một người làm một nẻo. Nên thôi em cho lên đường luôn. Thôi ơi. Lên đường luôn hả? Dạ. Quyết định cho lên đường luôn hả? Chia tay cái mối tình đó cách đây bao lâu rồi? 13-14 tháng rồi đó chị ơi. Giờ quên luôn, quên hẳn chưa? Nói chung chặn Zalo, chặn Facebook, chặn hết rồi chị. Á, à, dữ vậy. Tại chặn trước anh. Rồi bạn gái, em quen bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em quen cũng được 3 người chị. 3 người? Dạ. Đúng nhau dữ rồi. Mối tình đầu tiên thì em quen anh bộ đội. Còn mối tình thứ hai thì em quen anh gần nhà. Nhưng mà
Khi mà em nói với anh là chờ em thi tốt nghiệp trung cấp á thì em liên lạc lại, nhưng mà khi liên lạc lại mất tiêu. Trời đất ơi, tới giờ không liên lạc được. Tới giờ này cũng không liên lạc được luôn. Dạ không. Còn mối tình thứ ba thì em quen cũng được 4 năm, nhưng mà do không hợp tuổi á chị. Sao mà 5 năm đầu không tính đi, em quen 4 năm rồi không hợp tuổi. Em không có nghĩ tới tuổi tác, nhưng mà bên gia đình anh đó đó đi coi tuổi nói là em không có hợp tuổi, rồi thành ra chia tay luôn. Bao lâu rồi em? Dạ cũng được 2 năm rồi chị. Bây giờ hỏi tuổi luôn đi chứ để không hợp nữa mệt nữa à. Trời ơi, mà tôi nói thiệt á, mấy người làm cha làm mẹ thôi khỏi cái vụ coi tuổi đi. Tôi hồi đó tôi coi tuổi quá trời luôn, bắt trời nó hợp lắm cưới nhau vậy 21 ngày ly dị mất tiêu à. Coi tuổi làm chi cho nó mệt vậy trời ơi, khỏi đi, yêu nhau lấy nhau được rồi. Em gái tuổi gì? Dạ em tuổi Thân ạ. À. Em tuổi Thân luôn. Tuổi Thân luôn hả? Dạ. Song Thân. Song Thân. Song Thân là hợp rồi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ biết quan tâm và lắng nghe á chị, cũng đừng có nóng tính quá, biết chăm sóc quan tâm gia đình. Em không thích người nhậu nhiều. Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không hút thuốc chị ơi. Có nhậu không? Chỉ có nhậu gặp khách hàng nhậu một cái chai thôi chị ơi. Xã giao được không em? Dạ được. Rồi. Với lại là hay nói tục á chị. Em không thích nói tục nói hỏi vậy anh, như anh có nói tục chữ thề gì không? Anh ơi, anh có nói chuyện nói tục luôn anh? Cũng không có đâu em ơi. Dạ, vậy em yên tâm rồi. Có chữ thề không? Dạ không. Bạn trai, tiêu chuẩn tìm bạn gái của mình như thế nào? Cao trên 1m53 được rồi chị ơi. Em có 1m50 anh ơi. Mang dài nó cao rồi. Rồi, được. Tóc dài. Có, gì nữa? Da trắng nha. Có. Trắng hơn em được rồi, tại vì em đi nhiều quá em đen rồi. Cứ có đi rồi hồi có hay không tính sao. À, mình có cái mẫu người lý tưởng mà ngoại hình như thế nào không em? Dạ cao khoảng 1m65 là được rồi chị. Đừng bụng bự hồi hói đó. Này anh Linh anh ghét lắm đó cưng, đừng nói câu đó nghe nó hói hói là tôi bực mình rồi. Hên quá, không bự không hói. Có là Linh anh tràn qua rồi. Có hối là tràn qua liền. Bây giờ nè, nếu mà được thì hai người tính nào chừng nào thì mới tiến tới hôn nhân được? Dạ, sang năm á chị. Gia đình em là có coi tuổi coi đồ gì không? Không chị. Lấy nhau về mình sẽ ở đâu em? Ở nhà em chị. Nhưng mà nhà em ở đâu, rồi có ba mẹ ở nhà không? À, ở chung với ba mẹ. Tại nhà em nhiều phòng mà, em có phòng riêng mà chị. Có phòng riêng. Dạ. Nhưng mà đông anh chị em không? Dạ 5 người. Ủa làm gì mà rung dữ vậy, bình tĩnh hít thở vô coi cái gì mà cái môi ông giật rung dữ vậy. Rung xíu chị ơi. Bẻ bẻ ngồi quẹo hết mấy ngón tay bây giờ. 5 người là nhà 5 phòng. Mới bút mà còn phòng em mút chưa xây. Là em mút xây vô đó luôn. Cho sân thượng. Xây lên sân thượng 5 phòng. Dạ. Là 5 anh em ở chung nhà chứ không ai chịu ra riêng hết trơn á. Thì ví dụ mình không thích ở nhà mình ra ngoài mình ở cũng được mà chị. Giờ công việc em ổn định chưa? Dạ cũng ổn định. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị cũng hơn một nửa rồi chị. Em chuẩn bị hay là ba mẹ em chuẩn bị? Dạ, em chuẩn bị chứ sao kêu ba mẹ chuẩn bị được. Đúng rồi, ai biết đâu được. Vậy ha, phòng em là phòng số mấy? Đâu có số phòng đâu chị. Tại nhà có 4 phòng thì hỏi phòng số mấy để... Phòng em trên lầu 3. Lầu 3 để vô lộn phòng mất công đúng không? Phòng số 3 nha cưng. Ừ, nhớ đó. Dạ Sài Gòn nha. Dạ. Rung quá trời. Dừng. Được rồi. Trời ơi, chào em gái. Anh đây cũng thật thà lắm ha. Mấy người đó là người ta chung thủy lắm em. Bây giờ làm dâu được không? Dạ không sao à. Làm dâu là nhà tới 4 5 anh em rồi á. Dạ được. Nấu cơm một loạt từ trên lầu 3 nấu xuống đó. Dạ em biết nấu ăn nhưng mà có điều cố gắng ăn thử. Chị làm dâu không sao ha. Dạ. Rồi, lao nhà ngày lao 3 tầng từ trên dưới 11 xây thêm cho út trên sân thượng nữa nha. Tưởng em về em lao chứ em teo thiếu. Có chơi Facebook không? Dạ có. Trận Facebook nha. Đây cũng dễ thương, đây cũng hiền lành nữa. Rồi còn không thích tính gì nữa không? Động cái là dung tay dung chân á. Cái đó thì không có anh ơi. Không có đúng không? Dạ. Nó nóng nó trận Facebook thôi hả? Đâu em nhiều khi em cọc cọc xíu thôi anh, chứ động tay động chân con gái là mình bậy rồi đó. Đúng rồi đó. Yeah. Em động bên đây bay mất tiêu luôn á. Đây ốc tiêu đó. Rồi bữa nay mình có đi với ai không em? Em có đi với lại hai người bạn thân và một chị đồng nghiệp. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em là bạn của Thảo, em hay nhận xét thì bạn này cũng được thẳng thắn và vui vẻ. Bạn Thảo là một người nhỏ nhẹ cho nên cái gì thì từ từ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau thôi. Hai bên hãy tìm hiểu cho nhau một cơ hội. Cảm ơn. Đi với ai? À, em đi với mẹ, với bạn thân, với dì. À có mẹ gì hả? Mày gặp mẹ trước đi. Chào anh Biện Linh, dạ, chào chị Tắc Tường, chào tất cả các khán giả trong trường quay.
mình thấy cháu cũng được, cũng hiền, thấy cũng hai đứa cũng hợp nhau, mà đến đây là cái duyên rồi, tùy tụi nó thôi. Dạ, mà có điều cô nói một tiếng nha, bé nó yên tâm chứ nó sợ nó lao nhà từ lầu 3 xuống. Chắc không có đâu. Xỉu luôn á cô. Không có đâu. Không có hả cô? Dạ. Phòng ai nấy lao hả cô ha? Đúng rồi. Phòng ai nấy lao nha. Nói chuyện với cô đi, chào cô đi. Dạ, anh chào cô à. Thấy dễ quá bé hả? Cũng hiền lắm. Bé hiền. Mẹ dễ. Mẹ cũng hiền mà. Mà mẹ chồng tương lai với con dâu dáng cũng giống giống nhau á. Dễ thương như nhỏ con vậy ha. Bây giờ cho hai trẻ gặp mặt đi, kéo màn lên. Rồi, cảm ơn. Dạ, anh thấy em sao? Thấy dễ thương. Ấn tượng. Hai món quà nè, sách với cây xương rồng là ý nghĩa gì đây? Thì cái quyển sách đó là quyển sách mới ra là Yêu là Cưới. Thì nói chung là mình đã xác định yêu là mình phải cưới, chứ không có mà giỡn giỡn. Còn cây xương rồng thì nói chung là hãy đến và mang em đi. Dạ. Nó vĩnh cửu, bền lâu và mãi mãi. Quá dữ, hãy đến và mang anh đi. Mai mốt ai có người yêu tặng cái xương rồng nha. Hãy đến và mang em đi, yêu là cưới. Để tôi về tôi cũng mua cuốn sách này tôi đọc. Quan điểm tình yêu của em là gì? Em nghĩ là tình yêu hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một cuộc hành trình. Quan điểm tình yêu của anh á là yêu ít thôi miễn là dài lâu, nói ít thôi, hứa ít thôi miễn là làm được. Em thấy anh sao? Dạ, thấy anh cũng hiền, cũng được trai. Dạ, em thích đi phượt. Dạ, em thích lắm. Bằng xe máy? Dạ, được. Đi tới đâu? Em thi xe buýt không được, em thích đi xe máy. Vậy mốt sau mua xe hơi. Thôi đi xe máy, anh hưởng gió trời cho nó mát. Trời mưa, trời gió là sao? Dạ, tắm luôn. Mua xe hơi, tao khoét cái lỗ chứ. Cũng có xe hơi mua chừng mà anh. Không có ước mơ lấy nhau là mua xe hơi được rồi đó. Bên này anh cũng có câu thơ để tặng em. Em là cát trắng biển xanh, anh là dòng sóng bao trùm lấy em. Ngày nào nước biển còn xanh, đại dương còn sống, anh còn yêu em. Quá dữ. Mẹ nghe con đọc thơ, mẹ cười tủm tỉm. Không ngờ, trời, con trai tôi dữ dằn quá. Anh cho em bấm nút đi anh. Trời ơi, chưa. Má má, bạn gái con vậy được không má? Tùy duyên thôi, hai đứa có duyên rồi được rồi. Vậy con nắm tay bạn gái này đi về được không má? Vấn đề á, nãy giờ em thích rồi đúng không? Dạ. Trái tim rung động rồi đúng không? Dạ. À, nhưng mà quan trọng cô gái đó có thích hay không. Bây giờ em nói một cái câu nào đó nghe nó ngọt ngào chút xíu, cô gái đó đồng ý bấm nút mới được chứ, đúng không? Thì mình đến đây là một cái duyên rồi. Không, không nói câu đó. Từ từ anh, để em nói mà. Nói thiệt á, là hôm nay á, kéo màn lên anh thấy em á, thì anh cũng có ấn tượng. Nhưng mà ấn tượng nói chung là ấn tượng gặp mấy người khác á, nó không có bằng cảm giác bằng em. Tại em có cái ấn tượng mà sâu sắc. Vậy em bấm được chưa anh? Đó. Nói vậy nghe có được. Anh muốn em nói vậy đó. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Sao bạn gái chậm quá vậy? Em còn lấn cấn cái gì ở ảnh mà em phải phân vân là ảnh không phù hợp cái điểm nào với cái tiêu chuẩn của em? Dạ không, lúc đó em suy nghĩ chưa tới hết chị. Suy nghĩ chưa tới. Chậm mà chắc đúng không? Dạ. Bây giờ nắm tay nhau trước đi nè. Ôm nhau đi hai bạn. Cảm ơn thầy nha. Đây, vé xem phim của Cùng Gặp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng anh gửi tặng các bạn. Để tặng hai bạn một bộ sản phẩm cao cấp với thương hiệu Skin AZ được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nắm tay nhau thật chặt. Có giữ tay nhau được lâu. Giữ tay nhau được lâu. Đi đi hai đứa.
xuống kết bạn Facebook liền nha. Thưa quý vị, đến với bạn muốn hẹn hò, chúng ta có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Và những ai mà đang còn cô đơn thì hãy nhanh tay đăng ký với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để được chúng tôi kết nối và mai mối ngay tại đây. Khung giờ rất là quen thuộc, chúng ta gặp nhau trong Bạn Muốn Hẹn Hò 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị hãy theo dõi thông tin trên kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và cổng thông tin Love TV. Và bây giờ các Tường Nguyên Linh xin chào tạm biệt. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình.